À. Trước tiên là em chúc sức khỏe hai chị, mà một cái điều thú vị là hai chị đều là tên Nga cả. Dạ. Thưa với chị Nga là chị Nga Hải Dương thì là cô chú anh chị cũng đã biết rồi. Còn chị Nga ở Cần Thơ đó thì dường như là cô chú anh chị cũng chưa biết nhiều, và hôm trước thì em cũng có nói sơ, nên là nay chị Nga ở Cần Thơ giới thiệu về mình một chút xíu để cho cô chú anh chị biết hả chị Nga. Xin Ngọc Nga xin chào tất cả ông bà cô chú anh chị em trên cộng đồng mạng của đang theo dõi kênh của Tuấn Vĩ. Tôi là Ngọc Nga, sinh sống tại ơi và cũng theo dõi cái câu chuyện của trên YouTube của Tuấn Vĩ và được biết cái câu chuyện của Mỹ Tiên ở tại gần nhà, và cũng thấy rằng trong cái điều kiện mình có thể theo dõi và giúp đỡ được, do đó là có mặt trong cái buổi ra mắt hôm nay. Rồi em cũng có nghe chị Nga Hải Dương báo cáo về cái việc mà trong những ngày qua đó thì rất là cảm ơn chị Nga ở Cần Thơ cũng đã dành thời gian cũng như là đã liên hệ với bên các cấp ban ngành để có được một cái sự mà kết hợp giữa chị Nga ở Hải Dương và chị Nga ở Cần Thơ. Vì vậy cho nên là hôm nay thì em cũng muốn hỏi là trong cái việc trong thời gian qua về cái việc mà làm thủ tục cho Mỹ Tiên thì có gặp những cái trở ngại như thế nào, và hiện tại bây giờ đã đến cái giai đoạn nào rồi, chị Nga Hải Dương ha, chị Nga Hải Dương báo cáo trước ha. Nga cũng xin chào chị Nga Cần Thơ, là chị Ngọc Nga, mình là Phương Nga, và chào tất cả cô chú anh chị em trên cộng đồng mạng. Chào Tấn Vĩ, hôm nay rất là vui là được gặp gỡ giữa chị Ngọc Nga và Tấn Vĩ để được trò chuyện về việc của Mỹ Tiên. Thật ra là mình xem cái câu chuyện của Mỹ Tiên này mình thấy là rất là thương. Sau đó thì mình nảy ra ý kiến là mình muốn giúp Mỹ Tiên, thì có nhắn cho Tuấn Vĩ, thì Tuấn Vĩ còn trêu chị Nga là chị Nga thích làm người hùng. Không, chị Nga chỉ thấy thương quá thì chị Nga giúp. Thực ra thì chị Nga nói là chị Nga giúp, nhưng thật ra lúc đó thì chỉ có mỗi cách là hàng ngày là cầu nguyện. Sau đó là bắt đầu mới nghĩ ra có mấy mấy chị em, có mấy anh chị em mà ở bên ban ở bên chính phủ. Em mà ăn vạ mấy chị em nói là bây giờ em giúp chị một cái trường hợp như thế này, thương quá. Thế là mình gửi mấy cái clip đi cho các bạn đó. Thế sau đó là em đó là một em bạn ấy bắt đầu mới lại nhờ 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 mấy 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 em ở bên đại sứ quán ở bên châu Âu thì lại nhờ về châu Á. Thì bắt đầu mới về Thái Lan. Sau đó là mới giới thiệu cho một anh đại sứ quán, một bạn đại sứ quán tên là Hải. Đấy, sau đó thì là mình nói bây giờ ấy thì mình sẽ không chép bút được, mình lại nhờ cái em ở trong chính phủ đấy bảo là cho chị một luật sư để sẽ chép bút cho chị và giúp chị. Sau đó là bên bên luật sư là em Quang Dũng, em Quang Dũng là tập hợp hết các cái vấn đề thì mình bắt đầu vào việc. Thì thật sự là cũng chỉ âm thầm mà làm, và vừa làm vừa cầu nguyện thôi chứ chưa dám nói được nên điều gì. Nhưng đến ngày hôm qua thì rất là vui, vui sướng không ngủ được. Tại vì là cái tín hiệu nó rất là tốt. Từ hôm nọ thì đã có tín hiệu tốt thì mình cũng đã vui rồi. Nhưng mà hôm qua chị Nga gửi cho mình một cái mà của bên tại lãnh sự quán người ta gửi về mấy sở ban ngành, về bộ ngoại giao rồi rồi một số bên xuất nhập cảnh nữa. Nên là có nhiều tín hiệu mà nó tích cực quá. Mình cảm thấy rất là vui. Nhất là có chị Nga này tham gia vào, thì thực tế ra thì từ khi mà gặp chị Nga nữa thì mình lại càng vui sướng, vì công việc nó lại càng thuận tiện hơn, rồi cuối cùng hai chị là song kiếm hợp bích. Đấy. Xong xong Nga. Có nghĩa là do ở cái chỗ là giấy tờ là không đồng bộ đúng không hai chị, do là không đồng bộ với nhau và mỗi Đúng người rồi. thì khai một kiểu, và từ cái năm sinh cho đến là ngày, kể cả tên mẹ mà còn lộn, mà nào là Cao Thị Mười, nào là Cao Thị Thủy, nó còn lộn. Đúng rồi, Cao Thị Thủy với là Cao Thị Mười, xong lại bố thì nên vì vậy đây là giấy tờ nó sẽ rất là khó để mà khi bà Tuấn Vĩ với cả
mấy cả Tấn Vĩ, mấy cả cả Trang Trang ấy, mấy cả mọi người là đi về về chỗ phường đấy để làm cái xác nhận đấy. Nhưng mà khi mà nó không không hợp lý với cả cái mà cái đơn này, thì về sau là khi em gặp chị Nga mới liên lạc sang đại sứ quán của Thái Lan, thì đại sứ quán của Thái Lan cũng lại giới thiệu là đi tìm chị Nga, chị Phương Nga, còn chị Ngọc Nga là đi tìm Nga. Thế cuối cùng hai chị em lại gặp nhau, thì mình sẽ nói với chị Phương Nga, chị Ngọc Nga là bây giờ cái đơn của em và cái đơn mà đang gửi đi sở ngoại vụ, đầu tiên chị nhầm, chị lại bị lại gửi sang là sở nội vụ, thế là phải mất 1 tuần sau mới lại chuyển về sở ngoại vụ. Thế là sở ngoại vụ thì sau khi đó thì chị Ngọc Nga cũng vừa vặn cũng đang ở sở ngoại vụ, mấy cả chị Ngọc Nga cũng đang nhờ một số các chị em phụ nữ của tỉnh Cần Thơ. Thì sau đó là chị Nga thì cũng liên lạc sang cả bên đồng chí Hải ở bên lãnh sự quán, bên bảo hộ công dân ở bên Thái Lan. Thế là lãnh sự quán cũng nói là bên chị Nga này cũng đang 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 giúp. Thế là vừa vặn hai điện cho nhau. Thế thì mình có gặp chị Nga, chị mình nói là bây giờ tất cả mọi cái mà xác nhận từ xã mà lên đến đến sở ngoại vụ, thì bây giờ chị phải đọc kia, chị xem cái nội dung mà cái đơn mà kêu cứu mà Mỹ Tiên mà Quyên Quyên ấy, Cà La ký, thì hai chị em mình sẽ phải cùng nhau trên một, phải hợp lý trên một cái nội dung của cái đơn này. Và cái đơn này thì đến sau này nó kẹt mất thời gian, thế là y xì lại đẹp quá. Thế là vừa vặn cái đơn kêu cứu lại tới sở ngoại vụ, thì chị Nga cũng lại đón luôn ở sở ngoại vụ, và chị Nga cũng rất là quen ở trên sở ngoại vụ Cần Thơ đó. Thế là liên lạc với sở ngoại vụ cũng làm việc luôn, lại chuyển sang Thái Lan, rồi là Thái Lan lại đại sứ quán Thái Lan bây giờ lại lại chuyển về về xuất nhập cảnh để chuẩn bị làm cho đến ngày hôm nay, thì chị Nga nghĩ rằng là cũng được 80-90% rồi, còn không biết sau này còn thế nào nữa. Thế là theo như còn không biết thì công việc như nào thì mọi có chị Nga làm nốt cho mình để mình nhàn được nhiều. Cuối cùng là nhàn ơi là nhàn. Rồi, cảm ơn chị Phương Nga rất nhiều. Và còn bên chị Ngọc Nga thì có gặp trở ngại gì không, và đánh giá như thế nào về trong cái việc mà trong thời gian qua chúng ta đã giúp Mỹ Tiên, thì có trở ngại chỗ nào và đến bây giờ thì nó thuận lợi như thế nào, chị chia sẻ chút xíu ha. Tướng Vĩ, cộng đồng mạng thì cũng là một cái cơ duyên, thì xem trên kênh Tướng Vĩ là biết được việc này, thì ngay cái lúc mà xem được cái clip mà kêu coi như công an mà không chấp nhận đơn á, thì lúc đó là bản thân tôi đã thấy rằng cần phải giúp, là lúc đó điện ngay cho Hội Phụ Nữ của thành phố Cần Thơ, là chị phó chủ tịch mà phụ trách về thường trực, thì chị đó là nhiệt tình lắm và cho người liên lạc ngay với chị Ngân. Nhưng mà chị Ngân lúc đó thì lại đi nuôi anh Hiệp bệnh trong bệnh viện, thì thế thì tới tới chừng mà sau đó thì khoảng chừng 10 ngày thì lại anh Hiệp lại mất. Thì lúc đó là Hội Phụ Nữ cũng dự định là sau khi mà chôn cất xong rồi thì Hội Phụ Nữ sẽ giúp cho gia đình để làm cái đơn và cũng đi đến công an để làm việc theo một cái kênh chính thống, thì như vậy thì sẽ tiện lợi. Thì lúc đó thì sau đó thì thấy được là Trang Trang đi đến công an để gửi cái đơn kêu cứu, thì lúc đó là mình cũng nghĩ là đã thuận lợi rồi đó, tại vì thấy tiếp nhận là thấy ok rồi. Nhưng mà sau đó thì chờ 1 tuần là điện cho Ngân: Ngân ơi bây giờ có chưa? Thì Ngân nói là chưa có nữa chị. Nó nói thế thì để chị hỏi. Thì lúc đó là mình mới hỏi chỗ công an phường á, thì công an phường nói là cái đơn là nói về bị cướp, do đó là một vụ án, do đó tụi em cũng không biết xác nhận sao. Thì lúc đó chị mới nói, tôi mới nói với công an là bây giờ chỉ cần là xác nhận là Mỹ Tiên từng là con của ông Hiệp, và những hộ đã xác nhận đó là thật, và những hộ đó và bản thân Tiên là có mặt tại địa phương và mất không còn ở tại chỗ là từ năm 92 đến giờ, thế là đủ rồi chứ không cần phải nói truy cứu về bắt cóc. Thế thì công an mới nói là ơ thế thì được,
thì lúc đó là tôi cùng với chị hội phụ nữ đến làm việc trực tiếp để nói rõ ràng, và sau đó người ta đồng ý ký, và cái đơn mà để xác nhận y như cái lời nói á là đã được ký trước đó. Thì sau đó là tôi trong quá trình đó thì tôi tìm hiểu qua bên sở ngoại vụ, thì sở ngoại vụ nói là bây giờ là cô lo hết mấy cái đó đi rồi cô gửi qua cho bên bên sở ngoại vụ. Thì lúc đó tôi điện, tôi cũng tìm hiểu giống như Phương Nga, tìm hiểu liên hệ được tới đồng chí Hải ở bên đại sứ quán Thái Lan, thì đồng chí Hải lại hướng dẫn là gia đình làm đơn xong rồi á là qua công an phường xác nhận, rồi từ đó gửi qua sở ngoại vụ, sở ngoại vụ sẽ gửi ra ngoài đại sứ quán và bộ ngoại giao. Thế thì quá trình đó cứ làm như vậy, thì như vậy thì khi ở hội phụ nữ mới thấy rằng á là làm cho chắc một lần để xác nhận công an, thì hội phụ nữ xác nhận công an phường Cái Khế rồi xác nhận cả công an phường An Hòa, có nghĩa là nơi của ba ở và mẹ ở. Để như vậy thì cái lời khai của Mỹ Tiên ở bên kia có ở lộ 20, tức là thuộc về phường An Hòa, cho nó phù hợp. Thì như vậy thì đã xác nhận được rồi. Thì đồng thời đó thì đồng chí điện cho đồng chí Hải, thì đồng chí Hải mới nói là có luật sư của một chị Nga, mà không phải chị Nga, cái nói không, như vậy là của chị Nga Hải Dương. Thì cuối cùng đồng chí Hải nói là có cái đơn của cao cứu vậy đó. Thì sau đó thì bên sở ngoại vụ á đã có chuyển cho tôi cái đơn của Mỹ, của Quyên Quyên á, Quyên á, thì Quyên. kêu cứu. Thì như vậy là ở bên đây một kênh là hội phụ nữ làm với công an địa phương, bên đây là luật sư Phương Nga làm với luật sư để có cái đơn cầu cứu, tức là hai là song song. Thì như vậy là đến lúc này, đến ngày hôm qua thì đến với Không. lại phụ là đi cùng với hội phụ nữ, thì sở ngoại vụ đang cầm một cái công điện của đại sứ quán gửi cho sở ngoại vụ Cần Thơ rồi Nhập lại cảnh cục công an cục cảnh để là kiểm tra xác nhận rồi làm hộ chiếu cho Mỹ Tiên đấy. đến ngày À, mùng 10 vừa rồi là ok lắm. trọng nhất là cái công điện của do đồng chí Hải ký, mà chung của cái đơn này á, tướng vị, cái công điện này á là nói một câu vậy nè, đây là dạng rút ngắn, cái tức là trình rút 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 gọn, dùng từ là rút Để sớm cho Mỹ Tiên được sớm được về. Họ coi như hồ sơ á là đưa cho thẳng cho cục xuất nhập để Để là nếu vậy tức cái khó đã qua rồi, bây giờ cái thuận lợi á là bây giờ công an phường hai phường đều nắm hết rồi, và người ta đã ký vô cái xác cái đơn của bên hội phụ nữ đi làm rồi, rồi hội phụ nữ có cái văn bản là đề nghị là coi như là cứu Mỹ Tiên. Thì nói chung là coi như vừa là luật sư, vừa là hội phụ nữ, vừa là sở ngoại vụ, tất cả đều rất là ủng hộ mình. Mà ngay cái mà phụ trách cái vụ việc này á là ở bên trong bên an ninh, nhưng nằm ở bên chỗ sở ngoại vụ, đặt đặt phái ở sở ngoại vụ. Thì như vậy là công an với công an thì chắc chắn làm sẽ nhanh. Rồi mừng quá. Bây giờ để cho tôi nghe cái này mới an tâm nè. Cái đồng chí ở sở ngoại vụ á, tức là ở an ninh mà đặc phái viên tại sở ngoại vụ phụ trách về những vụ việc bắt cóc là lạ ở nước ngoài vậy đó, nói chung là có liên quan tới yếu tố nước ngoài, thì kể là cách đây khoảng 3 tháng đã giải cứu một người đàn ông ở Cần Thơ luôn. Người đó là bị tâm thần luôn mà thất lạc qua tới Ấn Độ. Ồ. Mà bây giờ mà họ ông đó ông nói ông chỉ biết là ông ở Cần Thơ, cha mẹ ông tên gì thôi, mà người công an xuất nhập cảnh tìm được và giải cứu cho ông. Và giải cứu cho ổng thì coi như là công an bên công an xuất nhập cảnh làm hộ chiếu này kia, thì ổng là bị tâm thần, do đó bây giờ phải có người dẫn về. Nhưng mà là họ, nếu mà người dẫn về là ai mà gia đình đó nghèo
rồi không có cái nguồn tài trợ nào hết, thì cuối cùng là có một ni cô từ Ấn Độ về Việt Nam, thì đại sứ quán mới gửi gửi cái cô đó dẫn ổng về tới Cần Thơ luôn. À, trời ơi, đi đâu mà xa Cái câu dữ. mà cái bạn đó kể đó là trường hợp Mỹ Tiên thuận lợi hơn cái ông đó. Nha. À, dạ. Cái ông đó là vì ổng tâm, mà ổng là không có, nói chung là đi người ta rất là ngại, nhưng mà bây giờ Mỹ Tiên là đã biết chính xác và hội đoàn thể rồi tất tần tật mọi cái là đã xong rồi thì nó Dạ. thuận lợi. Rồi làm cho anh À, Thành vỗ tay đi, vỗ tay đi, vỗ tay đi. thật ra thì là rất là lợi ở cái là từ từ phường phường này, rồi là sở ngoại, rồi phụ nữ này, rồi trên thành phố này, phụ nữ của thành phố, rồi là đến bây giờ sở ngoại vụ trong Thái Nam, tất cả mọi việc đều sẵn sàng để trong công việc này thuận lợi, đến giờ này thuận lợi một cách nhanh chóng. Thế cũng báo cáo với cả cộng đồng mạng là đến giờ này là rất là yên tâm. Đấy, đầu tiên thì mình cũng nghĩ là nó khó thì bây giờ cứ từ từ rồi sẽ cứ cầu nguyện rồi sẽ đến nơi đến chốn. Thế là cuối cùng là đến vừa giận đến mấy ngày hôm kia ông tối ngày mùng 10 là mừng không ngủ được. Vui Dạ. ơi. Dạ. Thật ra đó thưa hai chị là chỉ có một cái là chúng ta không hành động thôi, chứ còn chúng ta hành động thì sẽ kiếm ra cách, không cách này thì sẽ cách khác. Biết rằng á là nó gặp khó khăn, bởi vì thứ nhất á là khó khăn ở chỗ là thứ nhất là cha mẹ không có giấy kết hôn nè. À, cho nên là cũng không có giấy khai sinh của con nè, rồi không có hộ khẩu nè. Và thậm chí nữa là cái lời khai của trong gia đình mà còn mâu thuẫn với nhau, mà người thì cao thị 10, người thì cao thị này kia gì đó, rồi họ năm sinh cũng khác nữa. Bố thì khai là Cao Thị Thủy, và em Mỹ Tiên cũng khai mẹ mẹ ruột là Cao Thị Thủy. Như đến lúc mà về bố bố dượng thì bố dượng lại khai là, mấy cả em cùng mẹ khác cha thì lại khai là Cao Thị Mười. Mà đến khi mà đưa đưa giấy chứng minh thư ra, mấy cả giấy khai sinh ra thì đúng là Cao Thị Mười chứ không phải là Cao Thị Thủy. Vì vậy xác minh thì công an không thể là xác minh nổi, kể cả từ Thái Lan cho đến giao cho công an, từ xuất từ từ lãnh sự quán cho đến đến công an mà về xác minh thì cũng bế tắc luôn. Dạ, Nên là bế tắc. cũng rất là may mà khi mà chị Nga lại cũng là làm sao mà để tìm được tất cả các cái chứng minh thư đấy để tập hợp về, mấy cả giấy khai tử của mẹ, giấy khai tử của bố thì mới tập hợp về cho mấy cả các em nữa, cũng là giấy khai sinh mấy cả giấy chứng minh. Thế sau đó là mới tập hợp về cho em luật sư, em luật sư đó, thì em luật sư đó mới tập hợp lại. Thì em luật sư mới vừa là bên bên đồng chí lãnh sự quán ở bên bảo hộ công dân ở bên Thái Lan ấy, là bạn Hải đấy, thì bạn ấy mới hướng dẫn về cho luật sư là sẽ gửi về sở ngoại vụ. Thì bạn bạn ấy khi mà viết đơn mà thành một cái đơn như vậy thì là gọi là đơn kêu cứu. Thì khi ngay lúc mà chị đọc thì đều mấy mấy cái bạn của chị ở trên chính phủ ấy, trong ban ban ở bên chính phủ thì nói là cái đơn này rất là sắt đá, vậy là mình cứ gửi cái đơn này về sở nội vụ đi, rồi sau đó là em tác động. Thế nhưng mà vừa mới sở gửi về thôi thì đã gặp chị Ngọc Nga rồi. Thế là vừa bạn, thế là mấy em ở chính phủ lại nhàn hơn, thế là chị Ngọc Nga theo luôn. Thì mẹ chị cũng nói với chị Ngọc Nga là chị phải xem cho em rất kỹ cái đơn này, để khi mà từ phường cho đến lên đến tỉnh ấy, đều là phải theo cái đơn này, cái nội dung của cái đơn này, chứ nếu mà mình khác đi thì mình làm nó sẽ rất là mất thời gian. Thế là cuối cùng là thuận luôn, thuận sang đến tận Thái Lan luôn, đẹp rồi, này là mừng không thể chịu được rồi. Chúc Mừng mừng. không Rối chị Nga loạn nhỉ, tình yêu, rối loạn tình yêu luôn. bây giờ toàn mừng cũng mừng quá để báo rối. với lại Phương Nga với mọi cộng đồng mạng á là chỗ Ngân là mẹ của Mẹ kế. Thủy Tiên, Mỹ Tiên á, thì là sẽ ủng hộ tối đa là sẽ về sống chung với Ngân là mẹ. Rồi hội phụ nữ của thành phố Cần Thơ á, thì hứa là khi Mỹ Tiên về á thì sẽ cho đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm, rồi đồng thời bên công an thì cũng nói là sẽ sắp xếp sau này làm giấy tờ hợp pháp cho Mỹ Tiên. Ồ, Thì mừng quá. rất Dạ. là mừng, thuận lợi. Dạ. Mình đang chờ là Mỹ Tiên về là mình sẽ
sẽ chỉ về nhà, về chỗ mẹ Ngân các thứ để chơi. Thực ra là vì là mẹ của Mỹ Tiên, mẹ ruột ấy thì mất đến năm nay là 18 năm rồi, còn bố ruột thì mới mất cách đây 1 tháng. Nên thực tế ra thì đúng là Mỹ Tiên khổ thật, nhưng mà mẹ mẹ Ngân thì rất là nhiệt tình, mà nếu mà mẹ Ngân thì cũng như thế là cũng ok. Nhưng mà chị Nga thì cũng nói cả mẹ Ngân là sau này nếu mà về thì chị Nga đón về ngoài Hà Nội này, về Hải Dương này. Hải Dương có nhiều công việc, chị Nga còn cho đi học, bao giờ có thành chữ thì thôi, Dạ, cũng là cái phước. nào cũng dạy dạy bác, biết học biết ra biết chữ, sau đó là cho Mỹ Tiên đi làm ở ở đây, mình có nhà cho Mỹ Tiên ở, cho Mỹ Tiên mượn một cái nhà vô điều kiện. Rất là tốt. Ngoài Hải Dương Dạ. này việc mình có nhiều công ty, nhiều những cái công việc mà Mỹ Tiên làm nó rất là phù hợp. Dạ. Thưa với Mình hai là chị, dạ. Thưa với hai chị là cách đây 2 ngày thì em với chị Phương Nga có kết nối nhóm và trò chuyện với Mỹ Tiên. Và thật sự là Mỹ Tiên cứ luôn miệng là kêu cứu em với, thấy thật sự là thấy thấy trong lòng nó trong trong lòng thấy thấy thương vô cùng. Bởi vì chị Ngọc Nga biết đó là như em Tiên đó thì là ở trong đó cũng mấy năm trời rồi. Mà bây giờ kêu ai bây giờ? Thật sự là bây giờ lực bất tòng tâm muốn ra ngoài và muốn muốn về quê hương cũng không thể nào, một mình thì không thể nào mà có được, vì có nhiều cái khó khăn, chưa nói đến cái chuyện là làm sao mà gặp ban ngành này ban ngành kia hay là gặp gia đình để mà chia sẻ này kia. Trước đây thì nó khó khăn vô cùng, bây giờ thì tuy nhiên là từ khi gặp Trang Trang thế đó thì về chia sẻ câu chuyện này kia thì được gặp gia đình, chứ còn như chúng ta cũng biết là bị giam cầm một cái nơi như vậy thì làm sao mà có thể là kêu ra ngoài được. Cho nên là thấy nay mà được như vậy là rất là mừng cho em nó vô cùng, coi như sắp sắp được thoát thân ra chỗ đó rồi. Mừng. ngoài mà mình thấy xót xa, mình còn thấy tội nghiệp, mình còn thấy nóng ruột. Lúc đầu á, chị Nga cũng rất là mong muốn làm thật sớm để cho mà Mỹ Tiên nó về nó gặp ba nó, nhưng mà đùng một cái nghe ba nó mất, mình cũng bàng hoàng. Nhưng mà cũng nói với mấy em ở bên sở ngoại vụ á, mấy em cố gắng giải quyết là phối hợp với công an xuất nhập cảnh làm sao cho Mỹ Tiên nó về sớm, để nó 49 ngày của ba nó, hoặc là nếu mà tối đa đi nữa là 100 ngày, chứ nếu mà nó hút đi ngày đó tội nghiệp nó dữ lắm. Cái thì mấy em nó cũng nói là thì em tụi em sẽ cố gắng. Chị cũng mình cũng động lòng thương, mình cũng thương cảm cho một cái hoàn cảnh một đứa trẻ mà nó bị như thất lạc rồi, hoàn cảnh như thế mà Khi tới clip đi cũng thấy thương. Thương. Xem có một cái clip cuối ấy, thương ơi thương. Thì Tên tôi chỉ biết những cái nào mà mình cần phải giúp đỡ, mình cần, tại vì giờ cũng còn có thời gian rồi, cũng có cái điều kiện để quen biết chỗ này chỗ nọ thì mình giúp được. Thì nói chung á là các cái tổ chức cơ quan nếu mà họ biết thì họ cũng sẵn sàng giúp, nhưng mà thường thì mấy em nó đi làm nó ít có theo dõi. Còn những người nghỉ hưu hoặc là làm tự do rồi thì thường hay theo dõi cái kênh tìm người thân của Tuấn Vĩ thì sẽ phát hiện có số nhiều nhiều cái đấy, nhà nó nước. mà lãnh sự quán ở bên Thái Lan mà không kiểu như là giúp giúp người Việt, công dân Việt Nam ở bên đó. Nhưng thật ra thì cũng cũng rất là khó, người ta có thể muốn rất là muốn giúp, nhưng mà khi về điều tra là thật sự ra là không không có cái chỗ nào để điều tra, không có một cái chỗ để mà điều tra, vì là tên một nơi ở một nơi, bố này, bố ruột thì nói bố ruột còn sống thì đã nói là mẹ là Cao Thị Thủy rồi. Thì trong cái đó thì lại là khi mà đến lúc mà gặp cái em là em mà cùng mẹ khác cha là em lệ gì, Trang Trang hả? À, em là Na Cà Na. em Mỹ Ninh, Linh. em Mỹ Ninh. Thì lúc em mới đưa chứng minh của em mới ra thì mới khai thì mới đúng là Cao Thị Mười. Thế thì vậy thì mới biết tìm được, chứ còn nếu mà để mà đại sứ quán hay là do cho công an mà đi điều tra để xác minh để ra một giấy tờ cho Mỹ Tiên về thì không thể xác minh nổi. Thế cũng rất là may là tình cờ thì em luật sư ấy em mới nói với chị là bây giờ chị phải đi tìm là cùng mẹ khác cha, rồi đi tìm cùng cha khác mẹ.
thì là sẽ phải lấy các chứng minh như vậy, thì vừa vặn em mới xem các cái hồ sơ đó thì em mới bảo thế này, thì bắt đầu phải làm theo cái một cái đơn kêu cứu, nó phải là cái nội dung của nó phải nó sắt sắt đá như vậy và nó phải phù hợp như vậy thì cơ quan chức năng người ta mới thể làm cho mình được. Còn đến như hôm nọ mà như là Tuấn Vĩ này rồi Mỹ Ninh này mấy cả Trang Trang cùng với cả mẹ mà đi ra phường để xác minh mà mình chỉ có nói khơi khơi mấy cái việc là mẹ là Cao Thị Thủy thôi, thì đã đương nhiên là đã đến lúc cuối cùng nó sẽ không trùng khớp, không trùng mà khớp. không cái nội dung nó không trùng khớp thì bây giờ người ta thì ông nói gà thì bà lại nói vịt thì không em lại làm việc cho mình được các cơ quan Đúng chức rồi. năng người, mà thật ra là người ta cũng rất là nhiều việc phải thông cảm, rất là nhiều việc mà người ta cũng là nhờ bằng cách này cách khác để mình nói chuyện với bên đại sứ quán đó thì người ta cũng sẽ giúp mình, nhưng mà mình phải có tất cả những cái nội dung để người ta tìm cách người ta mới phê chuẩn cho mình được, chứ mình cũng đi đây cũng đi nhưng mà đi thì cứ lại nói sai đi thì không làm được, Dạ. thế là vừa vặn được ra đơn ấy tuyệt vời luôn. Dạ. Chị Nga công nhận được cái đơn ấy hết ý thơ Dạ. không? Cho nên là qua có Những cái hồ sơ mà em chuyển cho chị á, chị chuyển cho chỗ sở ngoại vụ của em Quốc Cường nó nhận được thì cảm ơn mình lắm, tại vì để lưu sơ rồi đi làm việc với công an xuất nhập cảnh hoặc các cái bộ phận có liên quan đấy là thì những cũng cái em gửi tập sang. Vâng, hôm qua em mới gửi sang đúng không chị? em gửi chị gửi cho bên sở ngoại vụ rồi. Và người ta rất là thích đúng không? Thì em đang định bảo là chị cả những cái đấy chị đưa chứng cho Có em. tặng chứng minh căn cước của Quyên nữa mà. Rồi Vâng. mấy em mới điện cho chị mới kêu Ngân là kêu Quyên đó chụp hình gửi tàu tiên rồi họ lưu được cái căn cước của Quyên của Của Quyên Cana. mấy cả của Mỹ Ninh nữa, Cái sao bây giờ em gửi cho chị nữa, chị gửi qua hết họ mừng lắm, tại vì thực ra nếu có càng nhiều thì họ làm việc với lại công an xuất nhập cảnh. nó sẽ rất là thuận hơn. Nhưng mà thực ra là chị Nga thì ABC nhưng mà thực ra là cuối cùng lại là như là công an ấy, là điều tra như công an ấy. Cuối cùng là thành Yeah. được Được rồi. nhất là chị điện cho Hải, cái rồi chị Hải nói trước đây là có cái quy trình là đi xuống coi như là về công an xuất nhập cảnh đã về lộ 20 là đã xác minh mà không ra cách đây mấy năm rồi chị. Khi Đúng Hải nói vậy chị mới hỏi ngược lại với Hải tại sao bây giờ mình không làm giống như vậy mà bây giờ mình để làm từ ở cơ sở rồi đưa ngược lên nó lâu hơn không, rồi. thì cuối cùng cái sau đó Hải mới nói là có luật sư là đi liên hệ thì em hướng dẫn làm như vậy đó, Đúng rồi. tức là Hải nó kể câu chuyện cũ thì mình mới hỏi ủa sao mình không làm như cũ nữa, thì Nên cuối cùng cái cũ là làm của cái phương phương cái cách của Phương Nga đó, gọi là rút quy trình rút gọn. Quy Quy trình rất gọn. Đến Cái giờ kia là đúng nha, thật ra phải là quy trình là từ giống như là hướng dẫn ban đầu á, là phải là đi từ từ đơn qua hội rồi qua tới công an phường rồi mới đưa qua sở ngoại vụ mới gửi qua bên đại sứ quán rồi đại sứ quán mới phối hợp với công an xuất nhập cảnh đại khái vậy. Nhưng mà giờ mình làm á là vừa dưới lên, mình cũng đang vừa làm dưới lên nhưng mà cũng ở trên xuống luôn, tức đúng rồi, là cùng một lúc luôn. thế mới bảo không kịp, dạ quá yeah. không Chị có đã phải nhờ chị nhờ nói đi còn quá cười quá giỏi. trời, tại vì khi chị nói cái nó nói ủa sao mà đâu mà đủ hết trơn vậy, nói là tại hai ba mối luôn mà vậy đó. Dạ. Đấy in ra những cái gửi ra những cái giấy tờ đấy hôm ấy là nói với chị Ngân là chị Ngân ơi chị đi tìm xem ai là không có mẹ, bây giờ mẹ mất rồi đi đi tìm bên bên bố dượng ấy mới cả tìm bên bà dì này, thế là bảo là chị đi bộ hay là chị đi xe ôm chị chạy sang bên đấy đi tìm cho em xem cái người nhà đó là ai, thì chị Ngân nói là có gì hôm nọ có sang đây để thắp hương cho bố, thì là bà dì đi ra chợ để tìm đi chợ tìm để đi về tìm em gái mà cùng mẹ khác cha, sau đó là đi tìm bố dượng thì mình cũng gặp bố dượng nói chuyện thì là bố mới photo cho các thứ là em Quyên này ở tận Cờ Đỏ cơ, à em nệ em Mỹ Mỹ Ninh này ở Cờ Đỏ, em Mỹ Ninh mới lại gửi chứng minh thư về, thế là mọi cái này là bố cũng nhiệt tình lắm,
Thế là bố Dượng bảo là thế mới hỏi thăm là thế là khi mà bác ấy tên là Trọng mà lấy bà Mười này thì là có mấy người con thì chỉ được có một em Mỹ Mỹ Linh thôi. Vâng, thế là bác ấy cũng nhiệt tình thì bác ấy cũng photo cho các thứ với cả xin cái giấy khai tử của mẹ là bà Cao Thị Mười đấy, thì lại không có giấy khai tử, lại chỉ có cái xác nhận là chứng minh thư, cũng không có chứng minh thư mà mẹ chỉ có một cái xác nhận của phường thôi thay cái chứng minh thư thôi. Nói Yeah. chung là nhiều thứ mà nó thiếu thốn lắm, nhưng mà cuối cùng là em luật sư em mới ghép vào là Thành mà làm cái đơn kêu cứu đấy, nó cũng là tuyệt vời luôn, cũng đúng là ý Dạ. bề trên. Thật ra Rồi, là đúng rồi chị. mình là ABC thôi. Dạ, ok chị, bây giờ thế này chị. À, nghe đến đây là em cảm thấy rằng là rất vui cho Mỹ Tiên, và đây cũng là cái nguyện vọng của người cha đã quá cố, cũng như là cái sự mong mỏi của cộng đồng. Bởi vì cái câu chuyện của Mỹ Tiên đó là do ở cái chỗ là do em bị cái sự cố từ lúc còn nhỏ vậy đó, thì em không có chủ động được trong cái cuộc đời của mình mà lưu lạc này kia ở bên nước ngoài này kia như vậy. Mà cái nguyện vọng của em muốn về gia đình lại là cái nguyện vọng quá lớn, và ở trong cái sự một cái sự mà phải giam cầm này kia vậy, thì em cũng gọi là kêu kêu trời không thấu, kêu đất đất Mà không hay. À, cho nên là để cho được cái thời điểm này là coi như đó là một cái nhân duyên, và cũng coi như cái sự nỗ lực của các ban ngành cũng như là các anh chị đã lo trong những ngày qua. Và em muốn hỏi thêm một điều nữa là về cái vấn đề chi phí đó, thì hiện tại là em đang còn giữ 40 triệu của các nhà hảo tâm mà có gửi cho Mỹ Tiên đó. Thì hôm trước là được gần 50 triệu mà em có trao cho gia đình 10 triệu để lo giấy tờ này này kia cái hôm mà bố mất đó. Cho nên là khi nào mà có cần cái gì về chi phí này kia thì các chị cứ nói rồi em chi cái số tiền đó ra nha. nếu mà về chị á, thì nếu mà chị nhờ các em ấy ở bên chính phủ mấy cả bên luật sư, nhưng mà mọi việc đó mà có chi phí gì ấy, chắc các em ấy chỉ làm giúp thôi. Em ấy là chị ăn vạ ít thì các em ấy chỉ làm giúp thôi chứ không phải chi phí gì đâu. Nếu mà nếu phải chi phí cái gì thì chị cũng ok hết, không chị không phải lấy tiền trên đó. Sau này Mỹ Tiên về thì cộng đồng mạng giúp cho Mỹ Tiên có một món vốn là được rồi Dạ. đấy. Còn là chị phải đây cho Mỹ Em nhiệm của cơ quan đoàn thể, trách nhiệm của mọi người, và bản thân chị cũng là trách nhiệm, vì mình là một cái người hiểu biết chuyện đó, mình có trách nhiệm đối với các em ở xã hội. Không Dạ. Rất là cảm tất cả ơn cái tấm lòng của tất cả mọi người, và kể cả các ban ngành rồi kể cả là các cá nhân, em cũng rất là trân trọng cái điều đó. Và cá nhân em thì em cũng không có làm được gì hơn, thì trong thời gian qua đó thì em cũng rất là mong mỏi về cái trăn trở về cái việc Mỹ Tiên, bởi vì thấy em nó cứ cứ kêu cứu hoài à, mà vẫn không biết bằng cách nào hơn, mà mình lực bất tòng tâm, một mình lúc đó có làm được cái gì. Nên là cũng nay coi như các chị ra tay vậy là coi như là coi như đủ yếu tố đó, đủ nắng hoa sẽ nở Tân đó. vị Không, thì cũng bọn chị nếu việc có là một người người mà hỗ trợ Tuấn Vĩ sau lưng Tuấn Vĩ vậy là sẽ tốt hơn anh Tuấn Vĩ. Thí dụ như em Minh mà nó về chỗ địa phương mà tới giờ nó chưa có giấy tờ đó, thì nếu mà mình có một cái những cái bộ phận như tụi chị đi, thì có thể mình liên hệ tìm chỗ này chỗ kia giúp cho nó. Nhưng mà mình cũng không biết mình bắt đầu từ đâu, là phải có đầu mối là Tuấn Vĩ mới được. Thí dụ như Tuấn Vĩ nói mấy chị ơi bây giờ mình cần cái chỗ này nè, để xem cái chỗ này có mình có cái chỗ mối liên hệ nào để giúp đỡ được cho em này hay gì. Nhiều khi là thất lạc về không có giấy có mấy tờ người đấy. đó cần á vị. Rồi cho em nói một câu nè. Cho em nói một câu là cái này thật sự mà nói đó là cũng tùy theo cái cơ duyên của từng người. Đây em ví dụ nha. Em Minh đó tính đến nay đó là cũng chắc là hơn 2 năm rồi, và tìm được gia đình mà chưa có cái giấy chứng minh để mà đi làm ăn. Còn cái trường hợp của Mỹ Tiên đây đó, thì cá nhân em đây em cũng đâu có biết được chị Nga ở Cần Thơ. Thì cái việc này chị chủ động, chị liên hệ với em, chị lên tiếng, thì cái điều đó là cái mà đáng trân trọng ở chị. Chứ còn ví dụ chẳng hạn như em Minh ở ngoài Bình Thuận, thì cái này em đâu có biết là người nào nằm ở hội phụ nữ ở Bình Thuận, hay là người nào làm trong cái cơ quan nào ở Bình Thuận đâu. Thì cái này tất cả là gọi là đủ duyên, đủ nắng hoa sẽ nở, và cái ý thức của từng người.
À, và cái chuyện ví dụ chẳng hạn như cái chuyện mà của em Thủy Thúy An này kia cũng vậy thôi. Nếu chị Nga đây không có chủ động ra tay thì em đâu có chủ động em nói chị Nga được, bởi vì em đâu có biết chị Nga là ai đâu. Thì chị Nga mà cảm thấy rằng là cái việc đó nằm trong khả năng của mình và mình cảm thấy làm được điều đó chị vui và chị làm được cái điều đó thì chị chủ động chị lên tiếng thôi. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, cũng chờ ở Bình Thuận. Ví dụ như chờ ở Bình Thuận có nghe được những cái câu chuyện này, ở Bình Thuận có ai ở cái khu vực của em Minh đó lên tiếng thì cái điều đó là chủ động liên hệ với em để chúng ta cùng cộng tác để giúp, chứ em hoàn toàn là ở xa xôi em không biết. Chị Nga đây cũng vậy, chị Nga ngoài Hải Dương em đâu có biết. Thì khi mà chị xem mấy cái clip này kia thì chị thấy thương thì chị lên tiếng chị giúp vậy thôi. Thì chị Nga ở Cần Thơ đây cũng vậy. Thì qua đó chúng vị thấy là chúng ta phải cần chung tay. Thật sự mà nói là chúng ta cần chung tay để làm cái điều này, chứ còn một mình Tuấn Vĩ cũng không có thể nào mà Tuấn Vĩ làm được cái điều này hết. Không, chị cũng ý vậy đó, tức là em một ngày nào đó em sẽ có cái lực lượng mà giúp em bên sau đó, để là giống như góp phần làm cho xã hội đó. Thì thí dụ như bây giờ có chị, có Nga, có Phương Nga, thí dụ có những vụ việc gì là tụi chị biết, chị sẽ sẵn sàng đề xuất với trao đổi với Tấn Vĩ để là giúp được cái gì đó, thì mình sẽ giúp khi Đúng sự hiểu rồi. biết của Thì mình chị đó. Nga, Ý cơ chị, quan nhưng mà biết. là đầu mối là Tuấn Vĩ, là khi thông qua tất cả trao đổi với Tuấn Vĩ thì sẽ là đầu mối. Trường hợp này cần ở đâu, cần sự giúp đỡ gì thì Tuấn Vĩ thông tin, thí dụ như Nga hoặc chị, hoặc là có ai đó nhiệt tình nữa thì mình lôi vô nữa, Đúng, thì đúng. để Tuấn Vĩ, chứ không phải là tự Tuấn Vĩ đi tìm được. Tuấn Vĩ không thể nào làm được. Một chim én không thể làm nên mùa xuân, và Tuấn Vĩ phải cần có đồng bọn, không có đồng bọn không làm được. Ra thì cũng nghĩ thương quá, thì mới nghĩ bảo là thôi bây giờ cứ nhờ mấy mấy anh chị em ở trên chính phủ đấy, thì vào ăn vạ và thôi cứu 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 cho mọi người này, bây giờ mình làm đẹp cho đời, mình giúp người ta đi thương lắm. Thế là chị cứ ăn vạ mấy em ấy chứ, thế là mấy em mới bảo thế mà cho chị một luật sư đi, chứ không bây giờ chị không viết được đâu, chị không biết viết đâu, phải cho chị một luật sư. Thế là em ở chuyên môn của em rồi thì em giúp. Rồi bây giờ thế này chị, thứ hai chị là đến đây đó thì em cũng rất là vui về cái trường hợp của Mỹ Tiên. Thì bây giờ cái nào chúng ta ra cái đó, trước tiên chúng ta lo được cái chuyện Mỹ Tiên trước đi, rồi sau đó nữa đủ duyên với trường hợp nào nữa thì chúng ta sẽ tính tiếp ha. Rất là cảm ơn hai chị nhiều, rồi em cũng xin phép được cập nhật lên cộng đồng để báo cáo đến cho cộng đồng cái trường hợp của Mỹ Tiên, bởi vì trong thời gian qua cũng cô chú anh chị cũng hỏi rất là nhiều về cái trường hợp của Mỹ Tiên mà em chưa có một cái thông báo chính thức nên là em chưa có cho cập nhật lên cộng đồng đó. Thì nay là rất là mừng cho em nó. Thì đến ngày hôm nay thì công việc nó mới được thuận lợi như này thì mới dám kể chuyện. Mọi hôm thì chỉ âm thầm nên là không biết liệu nó đến đâu, thì cứ cứ từ rồi lúc nào đến lúc này nữa hoa lở thì báo cáo bà con cô bác trên cộng đồng mạng nha. Ok chị. Rồi bây giờ cũng khuya rồi. Bây giờ khuya rồi, hai chị ngủ ngon nha. Em rất là cảm ơn hai chị nhiều. Chào Tấn Vĩ và chào Ngọc Nga nhé, À, và chào chào Tấn cô Nga, chú anh chào chị cộng đồng mạng, người vui vẻ, rất vui. chào thành công nha. Ok chị, bye bye hai chị. Cảm ơn hai chị nhiều. Dạ. Dạ.